Các bạn xin mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4, sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 17, Yến Tạ Tấn, tiết 1. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập toán 4 kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa và bài tập toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Bài tập số 1, nối mỗi con vật với số đo cân nặng thích hợp. Rồi cách làm là trước hết các em phải đổi các số đo này ra kg thì chúng ta dễ dàng so sánh và tìm được cân nặng thích hợp của mỗi con vật. Ở đây để đổi được từ đơn vị nọ sang đơn vị kia, giữa các đơn vị đo khối lượng thì các em phải nhớ cho thầy giáo thứ tự như sau. Các em phải nhớ thứ tự lớn viết trước này, tấn này, tạ, yến, rồi mới đến kg. Các đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự giảm dần, tức là từ lớn đến bé. Các em phải nhớ thứ tự này nha, tấn, tạ, yến, kg. Trong đó tấn lớn nhất này, kg là bé nhất. Rồi, đổi 3 tấn ra kg thì các em đổi như sau. Các em viết số 3 vào cột tấn này. Các ô còn lại, mỗi ô các em thêm một chữ số 0. Tức là đổi từ tấn ra kg thì các em nhớ viết thêm 3 chữ số 0. 3 tấn bằng 3.000 kg. 3.000 kg. 5 kg thì các em giữ nguyên. 2 tạ, các em viết số 2 vào cột tạ. Như vậy 2 tạ bằng bao nhiêu kg đây? À, bằng 200 kg. 4 yến. 4 yến thì các em viết số 4 vào cột yến. 4 yến bằng 40 kg. Được chưa? Bây giờ các em sắp xếp các số đo này theo thứ tự tăng dần. 5 rồi đến 40 rồi đến 200 rồi mới đến 3.000. Trong các con vật này, con nào nhẹ nhất? À, con mèo nhẹ nhất. Vậy con mèo nặng 5 kg. Con mèo tăng dần lên là con chim cánh cụt. Vậy con chim cánh cụt nặng 40 kg. 40 kg tức là 4 yến. Con chim cánh cụt rồi đến con gấu. Con gấu còn nhẹ hơn cái con cá voi này. Như vậy con gấu nặng 200 kg, tức là 2 tạ. Nặng nhất là con cá voi, 3.000 kg, tức là 3 tấn. Bài tập số 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu E. Rồi, ở đây các em cũng nhớ cho thầy giáo thứ tự các đơn vị đo từ lớn đến bé. Tấn, tạ, yến, kg. 3 yến, các em viết số 3 vào cột yến. 3 yến bằng bao nhiêu kg? À, bằng 30. 3 yến bằng 30 kg. Vậy 30 kg bằng 3 yến. B, 2 tạ. Các em tìm đến cột tạ, các em viết số 2 vào. 2 tạ bằng bao nhiêu kg? 2 tạ bằng 20 yến và bằng 200 kg. 200 kg. Vậy 200 kg bằng 2 tạ. 6 tạ bằng bao nhiêu yến? Các em viết số 6 vào cột tạ. Đổi ra yến thì các em chỉ cần viết đến
đến cột yến thôi, chứ không được viết đến cột kg nha. 6 tạ bằng 60 yến. Vậy 60 yến bằng 6 tạ. C. 8 tấn bằng bao nhiêu kg? Các em viết số 8 vào cột tấn. 8 tấn thì bằng 80, 80 tạ bằng 800 yến bằng 8.000 kg. 8.000 kg. Vậy 8.000 kg thì bằng bằng 8 tấn. 8 tấn bằng 8.000 kg. 8.000 kg bằng 8 tấn. 23 tấn bằng bao nhiêu tạ? Các em viết số 23 vào cột tấn. 230, 30 tạ. 230 tạ. 6 tấn bằng bao nhiêu yến? 6 tấn, các em viết số 6 vào cột tấn. 6 tấn thì bằng 60 tạ. Bằng 600 yến. 600. 600 yến. Bài tập số 3 tính câu E. 25 tấn cộng với 75 tấn. Rồi, các em lấy 25 cộng 75 bằng 100. 100, 100 tấn. B. 100 tạ trừ đi 42 tạ. Các em lấy 100 trừ đi 42 bằng 58. 58 tạ. Câu C. 125 yến nhân 4. Các em lấy 125 nhân 4 bằng bằng 500. 500 yến. Câu D. 384 yến chia cho 3. Các em nhẩm 384 chia cho 3 bằng 128. 128 yến. Bài tập số 4, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một con hà mã nặng bằng tổng 2 tấn và một nửa cân nặng của nó. Hỏi con hà mã đó nặng bao nhiêu kg? Các em hiểu này. Một con hà mã nặng bằng 2 tấn cộng với một nửa cân nặng của nó. Các em hình dung. Cân nặng của con hà mã mà chia cho 2 thì ta được một nửa cân nặng của nó. Một nửa cân nặng của con hà mã cộng với một nửa cân nặng của con hà mã thì bằng thì chính là cân nặng của con hà mã, đúng không? Một nửa cân nặng của con hà mã cộng với một nửa cân nặng của con hà mã thì bằng bằng cân nặng của con hà mã, được chưa? Theo đề bài, một con hà mã nặng bằng 2 tấn và một nửa cân nặng của nó. Một nửa cân nặng của nó đây rồi. Suy ra chỗ này phải là 2 tấn. Đúng không? Bằng 2 tấn này và một nửa cân nặng của nó này. Một nửa cân nặng của nó đây rồi. Vậy suy ra chỗ này phải là 2 tấn. Chỗ này là 2 tấn thì chỗ này cũng là 2 tấn rồi. Đúng không? 2 tấn cộng 2 tấn thì bằng 4 tấn. Ở đây người ta hỏi là bao nhiêu kg? Các em đổi ra kg. 1 tấn bằng 1.000 kg. 2 tấn bằng 2.000. Vậy 4 tấn bằng 4.000. 4 tấn bằng 4.000 kg. 4.000, các em chọn đáp án D. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.